Shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận xin kính chào quý anh chị em khách hàng xa gần. Chúng ta đã quay lại với kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài. Anh chị em chúng ta đừng quên đăng ký hai kênh YouTube của shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận qua một kênh YouTube. Kênh YouTube thứ nhất, kênh YouTube Rom Thiên Tài chuyên về biểu diễn trống. Kênh YouTube thứ hai chuyên về review các mặt hàng nhạc cụ cũng như là review các mặt hàng hát live sâu cạc Roland Viron Thiên Tài. Cảm ơn anh chị em trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ hai kênh YouTube của Thiên Tài rất là nhiều. Hơn nữa, cảm ơn anh chị em xa gần luôn tin tưởng tin dùng các mặt hàng từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận. Shop nhạc cụ của Thiên Tài xin cảm ơn anh chị em xa gần đã luôn tin dùng các mặt hàng nhạc cụ cũng như là các bộ hát live sau cạc từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận rất là nhiều. Hôm nay shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận xin gửi đến quý anh chị em khách hàng xa gần một bộ sản phẩm hát live sau cạc Icon Pro cùng chiếc micro Tata BCK850. Đây là một dòng micro BCK850, một dòng micro Tata BCK850. Đây là một chiếc micro rất là cao cấp nha anh chị. Đây là một dòng micro để cho chúng ta dành cho các phòng thu chuyên nghiệp, đó là chiếc micro Tata BCK850. Chiếc micro này kèm theo một chiếc hộp và một chiếc vali rất là sang trọng, rất là đẹp, nhìn rất là cao cấp nha anh chị. Anh chị em chúng ta có nhu cầu quan tâm tới các sản phẩm, những bộ hát live sau cạc từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận, đừng quên inbox theo số điện thoại 0386282707. Shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận xin cảm ơn anh chị em xa gần rất là nhiều. Anh chị em xa gần có nhu cầu mua các mặt hàng về những bộ hát live sau cạc cũng như là về các sản phẩm nhạc cụ từ shop, đừng quên inbox theo số điện thoại 0386282707. Địa chỉ của shop: Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bên shop nhận ship code toàn quốc cho nên là anh chị em chúng ta yên tâm khi mua hàng nha. Nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Mời anh chị em chúng ta cùng bước vào nhanh một ca khúc Dấu Chấm Hết trên một bộ hát live sau cạc Icon Pro cùng chiếc micro Tata BCK850. Anh chị em chúng ta có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm đừng quên inbox cho shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Mời anh chị em cùng nghe một ca khúc Dấu Chấm Hết. Cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian quý báu để chúng ta bỏ ra xem clip. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Dấu chấm hết em cho anh hôm nay để lo
khó lắm, đến khi tình yêu không còn kiểu rồi. Giọt nước rơi làng trang đầy linh. Anh xin em hãy hiểu cho, vì cuộc tình này không như mong đợi. Thôi vì ai, hãy vì nhau thắp lên hy vọng dù nhỏ nhoi. Anh xin em hãy hiểu cho, con đường là do em chọn, đã bước không quay lại được đâu. Rất nhiều cụ Đô Lâm một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian quý báu của mình để chúng ta xem clip nhạc cụ Đô Lâm thiên tài review một bộ hát live show cạn iControl cùng chiếc micro Tata BCK850. Anh chị em sao gần chúng ta có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm, đừng quên inbox xóm nhạc cụ Đô Lâm thiên tài Bình Thuận theo số điện thoại 0386282707. Shop nhạc cụ Đô Lâm thiên tài Bình Thuận hân hạnh được phục vụ anh chị em xa gần. Cảm ơn anh chị em xa gần đã bỏ dành chút ít thời gian quý báu của mình để chúng ta xem clip nhạc cụ Đô Lâm thiên tài review một bộ hát live show cạn iControl cùng chiếc micro Tata BCK850 qua một ca khúc dấu chấm hết. Anh chị em chúng ta có nhu cầu quan tâm tới bộ sản phẩm hát live show cạn iControl, đừng quên inbox theo số điện thoại và địa chỉ của shop vừa đọc news trên nha anh chị. Cảm ơn anh chị em xa gần rất là nhiều. Hy vọng sớm nhạc cụ Đô Lâm thiên tài Bình Thuận sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ anh chị em xa gần, các cuộc gọi yêu thương dành tới cho thiên tài Bình Thuận. Một lần nữa sớm nhạc cụ Đô Lâm thiên tài xin cảm ơn anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Anh chị em đừng quên đăng ký hai kênh YouTube, một kênh chuyên về biểu diễn trống, kênh YouTube đó là ROM thiên tài, kênh YouTube thứ hai chuyên về demo các mặt hàng nhạc cụ cũng như là review các mặt hàng về những bộ hát live sau kẹt Roland Viron thiên tài. Xin cảm ơn anh chị em xa gần đã bỏ dành chút ít thời gian quý báu để chúng ta xem clip. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo. Bye bye.